phái đoàn cũng như những phương tiện chính thức và dừng lại. Các vị khách quý đã di chuyển thì xin mời các bộ phận hướng dẫn để cho các phương tiện về các vị trí đậu đỗ, tránh ách tắc ở một đoạn khu phố chính với các phương tiện lưu thông còn lại. Trong bức tranh hạnh phúc của đôi bạn trẻ Gia Huy và Huyền Linh, ngay lúc này thì ông Đinh Tuấn Anh và bà Nguyễn Tiết Nhung đang cùng với những thành phần rất quan trọng đang chính thức cho phép hai con được di chuyển vào bên trong hội trường. Tại hội trường lúc này, để ban phước và cũng như trợ duyên cho tuổi trẻ, có sự hiện diện của các quý thầy cùng hoan hỉ mừng hạnh phúc cho đôi bạn, và cùng với sự hướng dẫn của gia đình cùng với các quý thầy sẽ chứng minh cho nghi thức gia tiên tại tư gia của gia đình nhà trai trước sự hiện diện của cô dâu và chú rể. Trong nhà chúng ta sẽ có một quãng thời gian khoảng 15 phút thôi, cho nên là đây cũng là bước dừng nghỉ để trước khi chú rể và cô dâu sẽ di chuyển về bên trung tâm tiệc cưới. Xin được thông báo với quý vị là như vậy.
Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị, Lương Huy là một người anh của bên gia đình nhà Giai và rất thân thiết. Hôm nay thì rất là đặc biệt và rất hạnh phúc cho bác được về thành phố. Bác sinh ra và lớn lên tại thành phố Thanh Hóa và hôm nay cũng rất hạnh phúc khi được về tặng hai con và chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Chúc mọi người có một bữa tiệc vui vẻ và ngon miệng. Và hãy ra đến gần hơn nữa với các quý bậc và bạn Lê Thu Hiền sẽ xuống từng bàn tiệc gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các quý vị và chúc mọi người ngon miệng trong câu chuyện hạnh phúc của Giao Huy và Huyền Linh ngày hôm nay.